Kim Thúy xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thấu Lý Thắm Tình được phát sóng hàng ngày trên kênh TTV11. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh và Truyền hình Tin tức Sài Gòn. Thưa quý vị, trên tinh thần mong muốn chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng các vấn đề về luật dân sự, chương trình Thấu Lý Thắm Tình sẽ được lên sóng mỗi ngày để chúng ta cùng nghe các luật sư, chuyên gia về luật cung cấp cho khán giả xem đài những hiểu biết căn bản về pháp luật dân sự, những kỹ năng tranh chấp trên cơ sở thỏa mãn về nguyên tắc pháp lý nhưng vẫn thấu đáo về mặt tình cảm. Và người đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay đó chính là luật sư Nguyễn Trung Tính đến từ Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào luật sư ạ. Vâng, xin chào Kim Tuyến và xin chào quý vị. Và trên tay Kim Tuyến là lá thư của vị khán giả gửi về. Chào luật sư, nhiều lần tôi thấy cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ hoặc kiểm tra nồng độ cồn, có rất nhiều người dừng xe, dùng điện thoại để ghi hình hoặc là phát trực tiếp lên mạng xã hội, kèm theo rất nhiều lời bình luận. Tôi thắc mắc rằng hành vi này có bị cấm hay không? Và nếu không bị cấm mà vẫn muốn xem thì người dân cần lưu ý gì? Xin cảm ơn ạ. Thưa luật sư, thì pháp luật có quy định việc cấm người dân xem cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ hay không? Hiện nay thì chúng ta thấy rằng không có cái quy định pháp luật nào cấm người dân tập trung để mà xem cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Chỉ có điều là câu chuyện là nếu như cái mục đích tập trung này nó không gây cản trở, không gây ảnh hưởng tới những cái chốt cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ thì không sao. Nhưng mà giả sử chúng ta thấy rằng nếu như mà cái việc tập trung này nó nhằm mục đích xấu, có thể là gây rối, có thể là cản trở, hoặc là có thể nhằm mục đích xấu khác, thì đây được xem là những hành vi vi phạm. Thì chúng ta cần phân biệt rạch ròi giữa cái việc tập trung đông người không có cản trở và không mục đích xấu so với cái mục đích xấu. Thì nếu như chúng ta chỉ đơn thuần là tập trung để xem thôi thì tôi thấy rằng thông thường những cái chốt giao thông này họ cũng không có ảnh hưởng gì cả, và họ cũng không có yêu cầu chúng ta phải đi nơi khác. Nhưng mà giả sử như chúng ta tập trung lại để mà chúng ta gây rối, chúng ta cản trở thì lúc này đây được xem là những hành vi vi phạm, và tùy theo cái hậu quả xảy ra, tùy theo cái tính chất nó như thế nào mà sẽ có những cái biện pháp xử phạt tương ứng. Việc mà tập trung lại để xem cảnh sát giao thông nhưng mà lại gây mất trật tự xã hội thì sẽ bị xử phạt như thế nào ạ? Thì chúng ta thấy rằng như lúc nãy chúng ta có phân tích, thì nếu như cái việc mà tụ tập này nó gây rối trật tự công cộng thì đây là được xem là những hành vi vi phạm, và tùy theo tính chất mức độ hành vi. Nếu như cái việc gây rối này nó mới chỉ dừng lại câu chuyện là trách nhiệm hành chính thôi, thì chúng ta sẽ có chế tài xử phạt về hành chính, có thể là xử phạt từ 1 triệu đồng đến 8 triệu đồng tùy theo từng hành vi. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là chúng ta tập trung vào những cái địa điểm cấm hoặc là những cái địa điểm mà ảnh hưởng tới cơ quan quản lý nhà nước thì cái mức xử phạt là từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Nhưng mà giả sử có nhiều trường hợp khác nghiêm trọng hơn là chúng ta tập trung nhưng mà chúng lại mang theo những cái vũ khí, những cái công cụ hỗ trợ mà có thể là gây ra những cái hệ lụy, thì lúc này là mức xử phạt nó cao hơn, là từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Còn trường hợp thứ hai, nếu như chúng ta tập trung đông người, chúng ta gây rối mà cái việc gây rối này nó dẫn tới cái hậu quả xảy ra, đó là có người thương tích, có dư luận xấu cho xã hội, có ảnh hưởng tới cái quá trình cơ quan cảnh sát giao thông đang thi hành nhiệm vụ, thì lúc này nó không chỉ dừng lại câu chuyện là xử phạt hành chính mà lúc này nó đã đi vào một câu chuyện là xử lý hình sự. Do đó chúng ta hết sức lưu ý trong trường hợp này. Dạ. Vậy pháp luật có quy định như thế nào về việc ghi hình cảnh sát giao thông khi đang làm nhiệm vụ ạ? Cái việc mà ghi hình cảnh sát giao thông khi đang làm nhiệm vụ thì chúng ta cũng cần phân biệt. Đó là luật hiện nay cho phép là những người dân chúng ta được quyền giám sát hay quá trình thực hiện pháp luật, thực thi pháp luật của cảnh sát giao thông. Tức là nếu như chúng ta thực hiện ghi hình cảnh sát giao thông thì thứ nhất là chúng ta phải thông báo cho cái người cảnh sát giao thông biết là chúng ta đang ghi hình, đang thực hiện cái quyền giám sát của công dân. Và thứ hai, cái việc ghi hình đó nó nằm trong cái phạm vi cái giới hạn cho phép, nó không ảnh hưởng tới cái khu làm việc của cảnh sát giao thông. Và thứ ba nữa là nó không ảnh hưởng tới quá trình làm việc bình thường của cảnh sát giao thông, và nó không ảnh hưởng đến trật tự tham gia giao thông khu vực đó. Còn giả sử trường hợp thứ hai là chúng ta ghi hình nhưng mà ghi hình với mục đích xấu, ghi hình với mục đích khác, thì lúc này chúng ta bị xem là hành vi vi phạm và sẽ bị xử phạt tương ứng. Dạ. Vậy với hành vi mà phát video trực tiếp về cảnh sát giao thông đang kiểm tra nồng độ cồn nhằm mục đích là thông báo cho người khác về chốt kiểm tra thì có bị pháp luật cấm hay không ạ? Đây là một trong những cái hành vi mà theo tôi nghĩ là có nhiều người rất là chủ quan, và có nhiều người cho rằng đây là hành vi bình thường, không bị sao cả. Nhưng mà chúng ta lưu ý một điều là theo quy định của luật và theo quy định của các
quá trình mà thực hiện kiểm tra giao thông thì có quy định rằng cái việc kiểm tra giao thông nó thuộc về câu chuyện là có nhiều trường hợp là bí mật. Nó thuộc về thuộc bí mật. Mà giả sử chúng ta đăng công khai video như thế và chúng ta đưa thông báo chốt với mọi người, hoặc là có nhiều trường hợp khác là lập những hội nhóm trên Facebook, trên mạng xã hội để chúng ta thông báo chốt ở vị trí này có chốt cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ đó, mọi người lưu ý né ra nha, chẳng hạn như vậy, thì chúng ta đều biết rằng những hành vi này là hành vi vi phạm và đều có thể bị chế tài xử phạt. Thì cái mức xử phạt theo tôi thấy, theo quy định pháp luật hiện nay rất là nặng, đó là xử phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi là chúng ta thông báo cho người khác biết về quá trình làm việc của cơ quan cảnh sát giao thông. Vậy nên là người dân hết sức lưu ý trước những hành vi của mình ạ. Và theo luật sư thì người dân cần làm gì khi mà muốn xem hay là ghi hình cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ? Thứ nhất là chúng ta xem thì như câu trả lời đầu tiên, chúng ta thấy rằng là cái việc mà tập trung để mà xem cảnh sát giao thông thì phải làm sao không ảnh hưởng tới quá trình làm việc của họ, và thứ hai là không gây quá trình là cản trở giao thông. Rõ ràng chúng ta thấy rằng một cái đoạn đường mà mật độ giao thông đang rất là lớn và phương tiện đang ùn ứ mà người dân chúng ta cứ tập trung ở đó để chúng ta xem thì rõ ràng nó ảnh hưởng tới quá trình lưu thông của đoạn đường đó thì cũng không được. Hoặc trong quá trình chúng ta xem là chúng ta có những lời lẽ, lời nói, chúng ta có những hành vi cử chỉ gây ảnh hưởng tới quá trình làm việc của cơ quan cảnh sát giao thông thì cũng không được. Và thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là chúng ta có ghi hình thì cái việc ghi hình này nhằm mục đích là giám sát, chứ không phải ghi hình là chúng ta phát trực tiếp trên mạng xã hội cho nhiều người khác xem và chúng ta đưa ra những thông tin nó không đúng sự thật. Chúng ta đưa ra những lời nói nó nhằm mục đích là vu khống, bôi nhọ hoặc thậm chí là chúng ta chống người thi hành công vụ thì rõ ràng lúc này đây là được những hành vi bị cấm. Thưa luật sư, hiện nay thì có nhiều người dùng mạng xã hội không chính chủ để đăng tải những video hoặc thậm chí là live stream trên mạng xã hội để thông báo những cái chốt cảnh sát. Thì như vậy pháp luật sẽ xử lý như thế nào? Thứ nhất là đối với những cái việc mà đăng tải những thông tin hoặc là chia sẻ trên những hội nhóm như vậy, chúng ta xác định đây là những hành vi vi phạm. Nếu như trường hợp chúng ta xác định được những cái tài khoản chính thức hoặc những tài khoản chính chủ thì cái biện pháp xử phạt xử lý cũng rất là dễ. Tuy nhiên thì có rất là nhiều trường hợp là họ sử dụng những tài khoản ảo, thì lúc này cơ quan chức năng, cụ thể là cơ quan cảnh sát giao thông, cụ thể là những lực lượng về an ninh mạng, họ phải kiểm tra và xác định để xem thử cái tài khoản này, cái IP của tài khoản này là ở đâu, vị trí như nào. Thì lúc này cần thiết phải có sự giám định, kiểm định của cơ quan về an ninh mạng để xác định để xem là tài khoản này là do ai đăng tải và vị trí đăng tải là lúc nào, ở đâu. Thì cái này thì thuộc về thẩm quyền và thuộc về chức năng của cơ quan có thẩm quyền hiện nay quy định. Thưa luật sư, trong trường hợp mà người xem cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ nhưng mà cố tình gây rối thì cảnh sát giao thông có được quyền xử lý hay không ạ? Vâng, rõ ràng thì chúng ta thấy rằng trong trường hợp mà có cái hành vi phạm thì bất cứ là cái người tham gia giao thông hay là bất cứ người dân nào khác thì đều được xem là cái hành vi phạm và có hành vi là gây cản trở đến quá trình thực thi nhiệm vụ của cơ quan cảnh sát giao thông. Thì lúc này cơ quan cảnh sát giao thông được quyền giữ người đó lại để mà có thể là kịp thời phối hợp với công an nhân dân ở địa phương, cảnh sát khu vực ở địa phương để mà xử lý hành vi của cái người đang thực hiện hành vi vi phạm tại thời điểm đó. Vậy luật sư có những lời khuyên nào dành cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thấu Lý Thấm Tình không ạ? Rõ ràng thì khi mà người dân chúng ta tham gia giao thông thì điều đầu tiên đó là phải tuân thủ các quy định về pháp luật giao thông, và thứ hai là khi mà có kiểm tra bởi cảnh sát giao thông thì chúng ta cần thiết phải chấp hành có quy định và chúng ta cần thiết phải tuân thủ trong một chừng mực nhất định, tránh trường hợp là chúng ta bức xúc hoặc chúng ta không kiềm chế được cảm xúc, không kiềm chế được hành vi của mình, có thể dẫn tới những câu chuyện hệ lụy. Bởi vì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều trường hợp rất là đáng tiếc, bởi vì có những trường hợp chúng ta đang nghĩ là chúng ta thực hiện đúng, có nhiều trường hợp là có vẻ như chúng ta là ghi hình, chúng ta live stream, chúng ta chia sẻ những cái bức xúc của mình trên mạng xã hội, nhưng mà vô tình những cái chia sẻ những cái live stream đó nó lại gây ra những cái hiệu ứng tiêu cực, có những lời bình luận quá khích, hoặc thậm chí là cái mục đích chúng ta đưa ra ban đầu là để giải tỏa những bức xúc của mình, nhưng sau đó rồi thì nó lại gây ra những hiệu ứng tiêu cực. Thì rõ ràng lúc đó chúng ta nhẹ thì chúng ta lại bị xử lý hành chính vì đưa thông tin không đúng sự thật. Đấy, và nặng hơn thì chúng ta có thể bị xử phạt về hình sự. Đó là cái việc là chúng ta lợi dụng các quyền về tự do dân chủ, chúng ta đưa lên mạng xã hội thông tin không chính thống. Và thứ hai nữa, chúng thấy rất là nhiều trường hợp đó là chúng ta lại chống đối với lực lượng cảnh sát giao thông, là chúng ta có những hành vi cử chỉ lời lẽ, hoặc thậm chí là chúng ta có những hành động
quá mức cần thiết thì có thể đối diện với câu chuyện là chúng ta đang chống đối với người thi hành công vụ. Thì đối với những người tham gia giao thông là hết sức lưu ý những trường hợp như vậy. Dạ. Và thưa quý vị, cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ để đảm bảo trật tự an ninh xã hội cũng như là bảo vệ an toàn cho mỗi chúng ta. Nên quý vị hãy thật sự cẩn trọng khi mà tham gia giao thông cũng như là tuân thủ quy định của pháp luật. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình Thấu Lý Thấm Tình. Thời lượng phát sóng dành cho chương trình cũng đã khép lại. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.